Vân Kim xin chào sức khỏe đến tất cả quý đồng bào và xin kính gửi đến quý đồng bào ca khúc Tình Bắc Duyên Nam, còn có cái tên khác là Khúc Hát Ân Tình, nhạc Xuân Tiên. Lời nhạc mới được hát lại bởi ban hợp ca Ba Trái Sầu Riêng gồm La Thuệ Tân, Nhật Minh và Hoàng Long. Đến năm 1975, sau cái ngày 30 tháng 4 thì tất cả mọi người đều tràn vào Sài Gòn. Và tất cả những người phương Bắc thì cười như điên dại vì sung sướng. Riêng tôi thì đối với mọi người là một con điên, bởi vì lúc đó thì mọi người vô cùng sung sướng thì tôi khóc như là cha tôi chết. Vì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh này là một cái trò đùa rất là ngu xuẩn của lịch sử. Tất cả năng lượng của một dân tộc dồn vào một sự phi lý. Và cái đội quân thắng trận thì lại thuộc về một thể chế man dợ hơn là những người thua trận. Tình Bắc Duyên Nam, Quân Kim xin gửi đến tất cả quý đồng bào. Thank you.
như thế này phải không anh? Dân năm cấp 3 miền đất nước. Sau cái ngày 30 tháng 4